Cái thân xác thịt này đã có sanh nhất định phải chết. Đó là hiện tượng tự nhiên. Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Luân chuyển. Luôn đổi dời chẳng ngừng không thể ngưng lại được Biến hóa trong từng sát na Do vậy Đức Phật dạy chúng ta Phàm thứ gì không mang theo được Hãy buông xuống Trở nên ghim trong lòng Thứ gì thật sự mang theo được Hãy nên giữ nơi tâm niệm niệm chẳng xả đó là đúng tôi nhớ cư sĩ lưu tố vân có báo cáo quý vị có thể xem đĩa cd của bà ta trong ấy bà ta có kể một câu chuyện thật chẳng giả một bạn gái thân thiết than giảng chồng cô ta lăng nhăng bên ngoài bà ta bảo người bạn gái ấy đó là chồng cô gian díu bên ngoài cô có biết hai chữ trượng phu giải thích như thế nào hay không trượng là xa đến một trượng trong vòng một trượng là chồng cô ngoài một trượng chẳng phải nữa cô bận tâm làm gì đó là khuyên người khác buông xả chẳng nên tự tìm phiền não cùng một đạo lý chúng ta hãy mở rộng ra để quan sát thân thể này một hơi thở chưa đoạn thì còn sống là của chính mình. Hễ một hơi thở chẳng hít vào được nữa, chẳng phải là của ta. Quần áo quý vị mặc trên người là của quý vị. Bỏ chúng vào trong tủ áo, bèn chẳng phải là của quý vị. Căn nhà quý vị đang ở, hôm nay quý vị ở trong căn nhà ấy thì nó là của quý vị. Quý vị rời khỏi nhà, nó chẳng phải là của quý vị nữa trong túi của quý vị chứa bao nhiêu tiền thì là của quý vị tiền trong ngân hàng chẳng phải là của chính mình nếu chúng ta có thể quán như thế tâm thanh tịnh sẽ rất nhanh chóng hiện tiền đây là lời nói thật với quý vị chẳng nói giả dối buông xuống bảo quý vị hãy thời thời khắc khắc quán tưởng tự nhiên quý vị có thể buông xuống sau khi buông những thứ tạp nhạp xuống Phật hiệu mới cháy lên được Đó là thật Vì sao? Mang theo được Khi ta mạng chung Sẽ sanh sang thế giới cực lạc Trong sát na cuối cùng Nếu quên mất Phật hiệu Vẫn mê luyến những thứ ấy Quý vị lại luân hồi trong lục đạo Chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội giảng sanh Tây Phương ư Thật đáng tiếc Tôi cũng gặp chuyện giống như người bạn thân Tố khổ với lưu cư sĩ Tôi cũng từng gặp phải chuyện đó một vị nữ cư sĩ kể lễ Chồng bò ta gian díu bên ngoài Hỏi tôi nên làm sao Tôi nói điều ấy rất hợp Để giúp cho bà niệm Phật Bà đừng bận lòng Cứ để chồng làm theo ý muốn sẽ hay hơn Không chỉ chẳng oán hận Mà còn cảm tạ người tình của chồng Nếu không Bà phải chăm sóc chồng Công phu niệm Phật chẳng đắc lực Có một người tốt như thế Đến giúp đỡ bà Đó là chuyện tốt bồ tát đấy chuyện thế gian chẳng có gì tuyệt đối phải trái đúng sai chẳng có đều là trong một niệm của chính mình một niệm đã giác ngộ ai nấy đều là người tốt chuyện gì cũng là chuyện tốt đều trong một niệm tùy thuộc quý vị chuyển ý niệm theo cách nào chỉ có phật pháp biết Chiến tranh ác phải có nhân Có cuộc chiến tranh nào Mà chẳng do cái nhân trước đó gây ra hay chăng Không thể nào có chuyện ấy Chúng ta biết quá khứ đã tạo tác tội nghiệp Những người bị sát hại trong chiến tranh Nếu chẳng giết người Mà bị kẻ khác giết Sẽ sanh lên trời Chẳng đọa tam đồ Kẻ sát nhân có tội Trong tương lai đọa tam độ Quý vị thấy Kẻ ấy đọa tam độ Đưa quý vị sinh lên trời Đức Phật thấy rõ ràng chuyện này A-la-hán Bồ-Tát thấy rõ ràng Trốn chẳng được giết người phải đền mạng thiếu nợ phải trả tiền trốn chẳng được thiếu nợ bèn quan hỷ trả nợ cách trả nợ cũng khác nhau có lúc quý vị cho kẻ khác mượn tiền hắn chẳng trả lại có thể là gì kiếp trước quý vị đã vay tiền hắn sau khi mượn quý vị chẳng trả nên kẻ ấy cũng lấy lại bằng cùng một cách vậy thì sao hoan hỷ cho nên ghim chuyện này trong lòng nữa coi như thiếu nợ hắn đưa cho hắn nếu chẳng phải là thiếu nợ hắn đời sau hắn phải trả lại cho quý vị Chúng ta có muốn như vậy hay không? Chớ nên vì sao? Nếu muốn, quý vị vẫn phải luân hồi. Quý vị chẳng luân hồi, hai bên chẳng gặp nhau, không thể kháo gỡ được. Quý vị có chịu luân hồi nữa hay không? Nếu chẳng muốn luân hồi nữa, nay ta sang thế giới cực lạc làm Phật. Hãy một nét bút sổ toẹt. Thiếu hắn, bèn trả cho hắn. Chẳng thiếu hắn thì chẳng cần đến nữa. Tặng cho hắn như vậy là xong Điều gì cũng chẳng cần so đó Buông xuống dạng duyên Chúng ta mới tới thế giới cực lạc được Chỉ cần có một chuyện Một mảy may dướng mắt Sẽ chẳng xong vì thế, nay chúng ta sống trên thế gian này Bất luận cái nào đối xử với ta ra sao Chúng ta đều phải tiếp nhận Chớ nên có chút ý kiến nào Sao cũng được Chuyện gì cũng đều gật đầu Đó là gì? Đó là đại đạo để chúng ta về Tây Phương thành Phật Nếu chuyện tí tẹo mà vẫn so đo Thì mỗi ngày Mười dạng câu Phật hiệu Vẫn chẳng đáng trông cậy Tới lúc đó quý vị không đi được một niềm cuối cùng vẫn so đo cùng kẻ khác còn làm sao được nữa chúng ta nói học phật có tiến bộ tiến bộ là gì hết thảy đều chẳng so đo điều gì thấy cũng chấp nhận được điều gì cũng đều tốt đẹp đó là tiến bộ ấy thân xác thịt này đã có sanh nhất định phải chết đó là hiện tượng tự nhiên một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông luân chuyển luôn đổi dời chẳng ngừng không thể ngưng lại được Biến hóa trong từng sát na Do vậy Đức Phật dạy chúng ta Phạm thứ gì không mang theo được Hãy buông xuống Trở nên ghim trong lòng Thứ gì thật sự mang theo được Hãy nên giữ nơi tâm Niệm niệm chẳng xả đó là đúng tôi nhớ cư sĩ lưu tố vân có báo cáo quý vị có thể xem đĩa cd của bà ta trong ấy bà ta có kể một câu chuyện thật chẳng giả một bạn gái thân thiết than giảng chồng cô ta lăng nhăng bên ngoài bà ta bảo người bạn gái ấy đó là chồng cô gian díu bên ngoài cô có biết hai chữ trượng phu giải thích như thế nào hay không trượng là xa đến một trượng trong vòng một trượng là chồng cô ngoài một trượng chẳng phải nữa cô bận tâm làm gì đó là khuyên người khác buông xả chẳng nên tự tìm phiền não cùng một đạo lý chúng ta hãy mở rộng ra để quan sát thân thể này một hơi thở chưa đoạn thì còn sống là của chính mình. Hễ một hơi thở chẳng hít vào được nữa, chẳng phải là của ta. Quần áo quý vị mặc trên người là của quý vị. Bỏ chúng vào trong tủ áo, bèn chẳng phải là của quý vị. Căn nhà quý vị đang ở, hôm nay quý vị ở trong căn nhà ấy thì nó là của quý vị. Quý vị rời khỏi nhà, đó chẳng phải là của quý vị nữa trong túi của quý vị chứa bao nhiêu tiền thì là của quý vị tiền trong ngân hàng chẳng phải là của chính mình nếu chúng ta có thể quán như thế tâm thanh tịnh sẽ rất nhanh chóng hiện tiền đây là lời nói thật với quý vị chẳng nói giả dối buông xuống bảo quý vị hãy thời thời khắc khắc quán tưởng tự nhiên quý vị có thể buông xuống sau khi buông những thứ tạp nhạp xuống, Phật hiệu mới giấy lên được, đó là thật vì sao mang theo được. Khi ta mạng chung sẽ sanh sang thế giới cực lạc. Trong sát na cuối cùng nếu quên mất Phật hiệu, vẫn mê luyến những thứ ấy, quý vị lại luân hồi trong lục đạo. Chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội giảng sanh Tây Phương ư Thật đáng tiếc Tôi cũng gặp chuyện giống như người bạn thân Tố khổ với lưu cư sĩ Tôi cũng từng gặp phải chuyện đó một vị nữ cư sĩ kể lễ Chồng bò ta gian díu bên ngoài Hỏi tôi nên làm sao Tôi nói điều ấy rất hợp Để giúp cho bà niệm Phật Bà đừng bận lòng Cứ để chồng làm theo ý muốn sẽ hay hơn Không chỉ chẳng oán hận Mà còn cảm tạ người tình của chồng Nếu không bà phải chăm sóc chồng Công phu niệm Phật chẳng đắc lực Có một người tốt như thế Đến giúp đỡ bà Đó là chuyện tốt bồ tát đấy chuyện thế gian chẳng có gì tuyệt đối phải trái đúng sai chẳng có đều là trong một niệm của chính mình một niệm đã giác ngộ ai nấy đều là người tốt chuyện gì cũng là chuyện tốt đều trong một niệm tùy thuộc quý vị chuyển ý niệm theo cách nào vì vậy niệm nhiều những đoạn kinh văn như thế này sẽ có lợi chỉ có phật pháp biết chiến tranh ác phải có nhân có cuộc chiến tranh nào mà chẳng do cái nhân trước đó gây ra hay chăng không thể nào có chuyện ấy chúng ta biết quá khứ đã tạo tác tội nghiệp những người bị sát hại trong chiến tranh nếu chẳng giết người mà bị kẻ khác giết Sẽ sanh lên trời Chẳng đọa tam đồ Kẻ sát nhân có tội Trong tương lai đọa tam đồ Quý vị thấy Kẻ ấy đọa tam đồ Đưa quý vị sinh lên trời Đức Phật thấy rõ ràng chuyện này A-la-hán Bồ-Tát thấy rõ ràng Trốn chẳng được Giết người phải đền mạng Thiếu nợ phải trả tiền Trốn chẳng được Thiếu nợ bèn quan hỷ trả nợ Cách trả nợ cũng khác nhau Có lúc quý vị cho kẻ khác mượn tiền hắn chẳng trả lại có thể là gì kiếp trước quý vị đã vay tiền hắn sau khi mượn quý vị chẳng trả nên kẻ ấy cũng lấy lại bằng cùng một cách vậy thì sao hoan hỷ cho nên ghim chuyện này trong lòng nữa coi như thiếu nợ hắn đưa cho hắn nếu chẳng phải là thiếu nợ hắn đời sau hắn phải trả lại cho quý vị Chúng ta có muốn như vậy hay không? Chớ nên vì sao? Nếu muốn, quý vị vẫn phải luân hồi. Quý vị chẳng luân hồi, hai bên chẳng gặp nhau, không thể kháo gỡ được. Quý vị có chịu luân hồi nữa hay không? Nếu chẳng muốn luân hồi nữa, nay ta sang thế giới cực lạc làm Phật. Hãy một nét bút sổ tuệ. Thiếu hắn, bèn trả cho hắn. Chẳng thiếu hắn thì chẳng cần đến nữa. Tặng cho hắn như vậy là xong điều gì cũng chẳng cần so đó buông xuống dạng duyên chúng ta mới tới thế giới cực lạc được chỉ cần có một chuyện một mảy may dướng mắt sẽ chẳng xong vì thế nay chúng ta sống trên thế gian này bất luận cái nào đối xử với ta ra sao chúng ta đều phải tiếp nhận Chớ nên có chút ý kiến nào Sao cũng được Chuyện gì cũng đều gật đầu Đó là gì? Đó là đại đạo để chúng ta về Tây Phương thành Phật Nếu chuyện tí tẹo mà vẫn so đo Thì mỗi ngày Mười dạng câu Phật hiệu Vẫn chẳng đáng trông cậy Tới lúc đó quý vị không đi được một niềm cuối cùng vẫn so đo cùng kẻ khác còn làm sao được nữa chúng ta nói học phật có tiến bộ tiến bộ là gì hết thảy đều chẳng so đo điều gì thấy cũng chấp nhận được điều gì cũng đều tốt đẹp đó là tiến bộ